xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ăn Ba Phải TV. Sao một tuần vừa qua ôn bài như thế nào rồi mấy đứa? Rất là ổn luôn Phú. Ổn không? Ổn. Môn ngữ văn của em sao rồi kìa? Ngữ văn em hả? Ngữ pháp phải nắm trong lòng bàn tay đây nè. Wow. Rồi trong đầu em như một quyển từ điển luôn Phú. Quá tốt. Có điều viết chính tả hay sai? Vậy mà kêu giỏi đồ. Khói luyện chính tả cho hồn chuẩn bị nữa rồi. Thôi bữa nào anh sẽ mở cái khóa luyện chính tả cho thầy ghẻ. Còn đẳng cấp môn toán của em sao rồi? Anh cứ yên tâm về em đi. Em bây giờ là nhà bác học vĩ đại rồi. Wow, giỏi. Bài nào cũng giải hết. Wow. Ra kết quả hơi bị sai thôi. Nghe xong câu sau tim nó thòng luôn. Cố gắng lên. Môn toán gì kỳ khôi thì chứ. Đưa đại số mà dạy hình học. Qua này. Qua xuất sắc. Còn nhà áo, môn giáo dục công dân của em sao? Còn em hả Phú? Nói. Giáo dục công dân thì em chỉ có hai cái từ trong đầu thôi Phú ơi. Từ gì? Sống thật thà nè, khiêm tốn. Đúng rồi. Lễ phép nữa. Wow. Rồi mày có lễ phép với tao không nhỉ? Mày lấy gì mà tao phải lễ phép? Mấy đứa là quá bá đạo rồi. Sao không hỏi quà anh Phú? Quà giờ này sao em? Game room của em như thế nào rồi? Gì đâu Phú, hổng gài chỉ lên cao thủ hay là thách đấu thôi. Thì thời tự chiến ngay trong lấy một cao. Nói chuyện với mấy thanh niên này nhức đầu lắm các bạn. Thôi, quay lại chủ đề chính thì ngày hôm nay do tuần vừa qua anh ép mấy đứa học quá nhiều rồi. Đúng anh rồi, biết không? Mấy đứa cũng ủa, cũng có học không quà. Em nói giùm em nói đúng rồi. Giờ mấy em ở đây ôn bài khá là nhiều, nặng đầu rồi đúng không? Dạ. Ngày hôm nay anh sẽ dẫn mấy đứa đi chơi du lịch ở khu sinh thái một chuyến. Yeah. Vào rừng chơi với khỉ. Yeah. Hả? Mày đi ngoài đi mày. Đi ngoài đi. Nói vui thôi. Vô rừng chàm mình thám hiểm bên trong. Đi sâu vào quần chúng. Đi sâu vào rừng sâu. À, sao rồi mấy đứa có đi không? Đi đây. Đây, nói đi chơi là đi liền chứ sao anh Phu? Nếu đi thì ngay bây giờ. Let's go. Trời, mỗi lần đi chơi anh Phu bảo xe đẹp dưới ta. Anh em lên xe thôi. Ôi, có xe đẹp là tôi thích rồi đó, lên đây. Hôm nay có cameraman đi quay chung với mấy anh em cho vui nha các bạn. Tất cả mọi người nha. Rồi, bạn ấy tên là Kha nha. Ôi, nay đi được đi chơi vui quá tụi bay ơi. Mày đi chơi kém hơn tao á. Sao mày? Tại vì mấy anh tao cài cuốc 7 ngày 7 đêm đi học bài mới đi được đó. Đâu phải dễ dàng mà anh Phú cho đi đâu. Kệ, okay, được đi chơi chung là vui rồi. Ê Đặng, hồi nãy mày nghe anh Phú nói đi đâu chơi không Đặng? Hồi nãy tao nghe anh Phú nói là đi sâu vào quần chúng á mày. Ê, nhầm, đi sâu vào rừng á mày. Mày trả lời quỳ vốn quá Đặng ơi. Thì nãy anh Phú nói đi vô khu du lịch sinh thái nè. Khám phá nè, chơi mấy trò chơi, ăn uống đồ nữa, trải nghiệm nữa. Dạ, mày làm cái gì mày đi xe mày nhìn cái cửa sổ hoài mày? Tôi ngắm cảnh mày ơi. Trời, ba người ta chán nhìn gì mày? Các bạn thấy ba này đẹp trai không? Nếu mà đẹp trai các bạn đừng comment nha. Còn không đẹp trai các bạn comment dưới nha. Anh Phú ơi. Gì? Lần nào sao anh cũng đi chơi mà anh ra làm sao anh ngủ hoài vậy? Quay cho mấy đứa thì đi chơi chứ anh chủ yếu đi theo quay mấy đứa mà. Thôi giờ anh nằm sướng không? Mấy nè mình tới khu du lịch sinh thái làng nổi Tân Lập rồi nha các bạn. Đây. Đây. Cổng đẹp không mấy đứa? Đẹp. Khá là đẹp. Nay mấy nè mình sẽ review cho các bạn xem làng nổi khu du lịch sinh thái Tân Lập này sẽ có những gì nha. Rồi. Trước khi vô đeo khẩu trang lên. Đúng rồi, phải đeo khẩu trang cho luôn. Hiện tại Covid-18 đang lộng hành, mình phải đeo khẩu trang. Thôi, vô thôi mấy đứa. Mấy anh em mình mua vé rồi các bạn. Bây giờ đợi xe tới đưa mấy anh em mình vô bên trong cái khu sinh thái nha. Mấy anh em ngồi mấy đứa. Ngồi đây anh chú. Phú ơi. Sao không? Cái làng nổi Tân Lập này nó rộng lắm nha anh Phú. Sao cũng biết? Coi cho mấn đồ nè. Tỷ lệ 1 trên 1.000 đúng không? Đúng rồi. Có rất là nhiều điểm để mấy anh em mình đi tham quan nha các bạn. Có tới 12 điểm nè, đánh số từ 1 đến 12 nè, thấy không? Wow.
Ngọt 12. Có rất là nhiều điểm để tham quan, chơi trò chơi, ăn uống rồi nha các bạn. Vô trong này công nhận không khí nó mát thiệt chứ các bạn. Đây xe tới các bạn. Mấy anh em lên xe chuẩn bị đi nha các bạn. Đảo các bạn ơi. Bấm chắc vô nha. Trong này xe đưa rước luôn, giá vé thêm một người là 5.000 nha các bạn. Đi đi về về là giá 10.000. Chú đang sắp vé nha các bạn. Còn 11 người có bỏ qua chỗ đây là kêu ra chở, chở qua cầu đấy. Tiếp tục đi thôi. Wow, cầu gỗ khá là đẹp nha các bạn. Vẫn còn giữ được cái bản chất nguyên thủy ở dưới miền Tây nha. Đúng là khu du lịch sinh thái luôn. Lên cầu thang không muốn gãy giò. Cái cầu này hoàn toàn được làm bằng chất liệu là cây nha, mà cây tràm nha các bạn. Rất là chắc chắn. Giờ mấy này mình tập trung đây để đợi xuồng ba lá rồi đi nha. Mấy anh em mình đang được một chị đẹp gái chở vô trong rừng nha các bạn, bằng chiếc xuồng ba lá khá là đẹp. Đó. Xung quanh thì toàn cây cối thôi. Có điều thật ghẻ có vẻ như đang ngồi tự kỷ một mình em. Mát quá. Nói gì đi hả? Mát quá. Mát hả? Có nhúng nước đâu mà mát. Biết sao mát hơn không? Sao anh Phú? Nhảy xuống dưới nước là bao mát luôn. Trong này cá rất là nhiều nha. Cái này giống đi phơi nắng chứ đi du lịch gì vậy? Thời tiết mát mẻ gì mà nắng vậy? Xuồng này nó nghiêng qua bển không cho tôi quay. Tại anh thực nghĩa đây nè. Sao thì tao mày? Sáng mày ăn xong rồi mày đi toilet chưa? Là sao mày? Thì mày chưa xả nên nó mới nghiêng qua mày đó. Ai bữa nào kinh phú vô đây chơi chung tìm nè bay. Mày xú dại mày, vô đây mày núp xong mày mất xác trong đây luôn chứ đó tìm. Quá trời bèo luôn này, vớt về cho cá ăn chắc đã lắm á. Mấy anh em mình mới dưới xuồng ba lá lên nha các bạn. Đó, cái xuồng phía sau đó các bạn thấy không? Đâu ta? À kia kìa. À. Sao mệt mấy đứa? Mệt. Hơi nắng chút đúng không? Dạ. Giờ làm gì giờ? Mệt luôn, hơi nắng. Uống nước đi em ơi. Uống nước ha. Kem kem. Kem hả? Lấy kem ăn vô. Em đủ nước miếng rồi đấy. Rồi. Wow. Thôi mấy mày ăn kem đi, tôi uống nước mía cho. Rồi, đây ly nữa nè. Cameraman, uống đi. Đúng chưa? Dạ. Dạ, một ly nữa. Mày ăn ngồi tướng kỳ kìa. Tao đỡ mày đó, đàn ông con trai mặc áo màu hồng cánh sen. Thích gì đó, ở sao? Đi, chừng nào nó mặc váy thì hả tính. Cầm nhầm coi. Để nóng ở cái quạt đấy nha. Giờ mấy em mình tiến vào con đường tình yêu nha các bạn. Phía sau là con đường tình yêu, còn phía trước là con đường gian khổ. Tại vì đi một đoạn đường khá là dài nha. Thử thách lần này sẽ là đi bộ trong rừng. Tự lắm, đúng không? Trong thùng lệ. Nghĩ ghẻ.
Trong thùng rồi. Người thật sự nghĩa. Trời ơi, này nó phải nhóm mình nha. Gỡ nó đi kìa. Cưng không thấy kỳ hả? Phía trên kia là khách sạn. Chắc cái này ngàn sao quá. Đó các bạn thấy không, rất là cao nha. Sao đứa nào thử thách leo cầu thang không? Thôi, nhà em đó. Đúng nhà rồi. Phương mấy tỷ đó. Hả? Đúng rồi, nhà đó cũng cả trăm tỷ chứ. Đây đây. Đâu nhỉ? Gì? Đi lộn đường. Trời. Ê, tụi bay coi tao nhảy lên nhảy xuống nhảy nào. Một. Hai. Trời ơi, công nhận vô đây cái nghe mùi mật ong thơm thiệt luôn các bạn. Ừ, mày thơm đi. Hồi ông bay đánh cho mày hù hổ cái mày thơm. Trời, công nhận đây mát ghê quay. Không có cái cây nào che nắng hết trơn luôn. Tất nhiên có cái lá cây chứ mày. Ông ơi. Cái này chắc tệ như sao nha em. Uống không chưa lần cũng được. Đi vô luôn. Đó, chuyện này thôi em. Đó, chuyện luôn. Ừ, hồi tới công chuyện hai đứa luôn nè. Lọt xuống dưới là anh cám luôn nha. Chiều sâu của cái này 2 mét nha các bạn. Đây em xin tự review nhé các bạn. Ở đây có tràm nè. Đây nguyên một cái khu rừng tràm luôn. Đây rất là nhiều tràm. Ui. Này chắc không trời. Được. Ủa, cái này tao thấy dùng hợp lý luôn à. Ê, 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 tui. Ở đây cắm chó hay cắm khỉ hả? Nghĩ sao con này con khỉ hả? Ủa, dán cái này cảnh báo mày. Theo tao suy đoán là cấm dẫn chó heo. Là sao mày? Cấm dẫn chó heo bắt chuột đó ba. Ôi. Sao cưng? Này là sao? Sao nhìn đây có cái biển báo gì kỳ vậy? Viền đỏ nền vàng là cảnh báo nguy hiểm. Mà đây lại có hình con gấu. Gấu đâu? Chó. Chó. À, anh chó hả? Chó mà có hai râu. Mà bên kia không có. Con chó này bị nhổ hai râu bên này rồi. À, chó đột biến anh Phú ơi. Chắc chó này chó đột biến á. Rồi anh hiểu rồi. Biết sao không? Có nghĩa là nó hướng dẫn mấy đứa nguy hiểm là mấy đứa đừng phát ra âm thanh giống rồi hiểu rồi. Hiểu chưa? Nguy hiểm nha, đừng phát ra âm thanh giống nó. Các bạn khi vào những cái con đường này nên đọc những cái bản chỉ dẫn nha. Ở đây nó có tổng cộng 3 mũi tên. 2 mũi đi hướng này thì bây giờ mình sẽ theo số đông đi. Anh Phú hay quá. Có cái mấy cái chữ chờ bác không chịu đọc mà đi theo mũi tên. Các bạn đi ở đây á, đừng có nhìn lên trời nghe. Nhìn lên trời dễ bị lọt dưới đây lắm nè. Đi không lẽ nhìn dưới đất, không lẽ nhìn trời ba. Rồi hai đường này đi, đẳng đi đó đi, đi này vô. Lối ra, còn tràm. Lại qua tràm hả trời. Tiến ngược lại kìa, sao cô. Ở đây bây giờ có tổng cộng là 3 biển chỉ dẫn. 1, 2, 3. Theo số đông Linh Phú ơi, 2 mũi chỉ về hướng này nè. Mình hướng này, đại bây nha. Bây giờ là cái này phòng vệ sinh mà. Lối ra lối ra cầu tiêu. À, lối ra cầu tràm. Vậy mà anh dịch ra cầu tiêu được mới hay. Về kép xe ở dưới có nghĩa là ở đây có 2 cái nhà vệ sinh. Bây giờ mát chưa? Chưa. Chưa mắc đúng không? Được, anh chưa mắc thì mình sẽ chọn cái đường dài mình đi. Có nghĩa là một cái nhà vệ sinh cách đây 0.8m và một cái nhà vệ sinh cách đây là 2.5km. 0.8 và 2.5km cái nào lớn hơn Đặng? À, bên này là lớn hơn. Bên nào? Bên này lớn hơn luôn. Ừ. Quá dữ, có nghĩa là 0.8 lớn hơn đúng không? Ừ. Quá dữ, thôi đi luôn. 0.8 mà lớn hơn 2.5 luôn. Mày là thiên tài toán học rồi đó. Trời, chạm rồi chấn ngang đường. Dễ gãi đi. One hour later. Sau hơn một tiếng đồng hồ, mấy anh em mình đi tới đi lui, đi xuôi, đi ngược và đi lạc một hồi đó các bạn. Dựa vào cái tấm bản đồ người ta nãy giờ không biết móc ra xài, mấy anh em mình mới tới được cái cầu tình yêu. Con cầu này mang tên tình yêu, biết lý do tại sao không? Tại vì những cặp tới đây toàn là chia tay thôi.
Con cầu này khá là đẹp, các bạn có thể thấy đó. Sao Đặng? Cầu này cũng làm tào lao thiệt luôn á. Tại sao tào lao em? Làm thẳng không nên, nhưng làm cong ở đây làm gì vậy? Anh thấy cái gì đó cũng sai sai ta. Sao anh không làm ngay chỗ vị trí này mà đứng thẳng qua luôn đúng không? Mà nó làm gấp khúc. Xong cái đi lên trên kia, cái đi qua bên đây, cái đi qua đó. Thấy nó hơi dài dòng một chút xíu đúng không? Đúng rồi. Thôi, cứ mặc kệ đi, mình đi lên tiếp thôi các bạn. Hả? Gì nhỉ? Bị sảng rồi không? Đúng rồi đó, nắng quá biết bị sảng cái gì, đứng lên đây nhảy luôn trời. Con đường ở đây các bạn đi, các bạn cần chú ý kỹ nha. Nếu mà đi không kỹ á, không chú ý có khả năng lọt xuống dưới rất là cao, tại vì nó vòng co tam quốc diện nghĩa rất là khó chịu luôn. Đặng mày cầm bản đồ vị trí đi gì kỹ, Đặng đưa tao coi. Nè mày, ê hình như mình đang ở ngoài đảo đây rồi mày. Số 5 hả? Đảo thầm dưỡng chim gì vậy ba? Nãy giờ mình đang ở đây số 7 nè, đâu ngoài đảo đó. Mày đúng gà luôn Đặng, cầm bản đồ mà không biết đọc, đưa tao. Tao dẫn đảo mà đỡ đó, chứ ngoài chút dẫn khỏi đường về luôn á. Mày hồi tao dẫn cho mày coi nè, không ra ngoài đường cũng ra ngoài sông à. Nãy giờ mình lên tới cái vòng này nè mày. Vòng nào mày chứ coi coi. Nè, thì nãy mình đi tới cái vòng này rồi nè. Bây giờ đi đâu nữa? Giờ thì đi tới địa điểm này. Ô gần kêu kìa. Ăn rồi canh chua cá bông canh. Thôi mệt quá bạn ơi, đi ngồi không thấy đường ra luôn. Mày dẫn kiểu gì quá? Tao cũng biết nữa mày ơi, dẫn nãy giờ mà không ra luôn nè. Cái bản đồ vẽ kỳ không hiểu gì hết trơn, phải vẽ đường thẳng đây là tao hiểu rồi. Đưa bản đồ cho mấy thánh mù đường cũng như không các bạn. Đi nãy giờ gần 2 tiếng đồng hồ chưa ra khỏi khu rừng nữa. Đưa bản đồ đi cho anh Mơn coi. Trời đất ơi, cái này nó chị giận hết mà mấy đứa không biết đi gì hết. Tới 12 vị trí, 12 địa điểm. Cái này đi tới ngày mai luôn mới xong chứ. À, theo anh nghĩ nãy giờ mình ở đâu rồi Đặng? À, chắc đây quá. Số 9 Hồ Bán Nguyệt. Em coi cho em nhà thiên tài mà học địa lý mà. Có cái bản đồ tụi bay không biết đọc, gà thiệt chứ. Ừ là mày chửi anh Phú luôn hả? Bỏ anh Phú ra, mấy anh bay thôi. Cái nãy giờ mới mạnh đâu? Số 7 hồi nãy là mình đang số 7 phải không? Ừ. Số 7 thì nãy là mình từ cái khách sạn đi vào tới cái đại quan sát. Ừ. Bây giờ mình sẽ đi cái đường này ngược ra là sẽ tới chỗ bến đò. Đó, bến đò là nãy mình đang đi đó. Đúng không nhỉ? Đúng rồi, đi theo em đi rồi biết. Nhưng em chỉ nó luôn không? Không. Con chị kêu gì mà giờ anh thấy đang đi về vị trí cũ luôn. Đi theo em đi. Ủa? Sao cầu này quen quen ta? Đúng rồi đó, giờ là mình đi đúng hướng rồi đó. Ủa? Đâu phải. Cái cầu hồi nãy nó đâu có cái cầu nhỏ này đâu. Hồi nãy cái cầu mà con chị ở Đặng. Ừ. Cái này đâu có đúng không? Đây, đi qua bên đây. Cái đi qua đó. Thấy nó hơi dài dòng một chút xíu đúng không? Mà sao cái cầu này nó giống giống cái cầu nãy ta? Cầu nãy có cái gì mà lộ anh chút. Nhưng mà nó đâu có cầu nhỏ đâu đúng không? Đúng rồi. Thôi chịu luôn. Không có lừa đâu đó. Phải đi vòng không mà trời. Đúng rồi, đi vòng không chú. Kìa, có cái biển báo kìa. Kìa, cái biển báo nãy kìa. Đi 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 qua coi biển báo. Á đồ, giờ có ba đường đi nào nhỉ? Ủa, có hai đường rồi ba ơi. Ba nè, một đường này nữa. Đi đường này đây. Đi thôi. Thôi, hình như cái đường này nãy mình đi đường này phải không? Hours later. Cuối cùng thì mấy anh em mình cũng đã thoát ra được cái ma trận rừng sâu bên phía sau mấy anh em rồi các bạn. Phải nói là một khu vực khá là rộng lớn, cũng khá là được các thánh chỉ đường của chúng ta chỉ đi tới đi lui đi vòng vòng, cuối cùng đi về vị trí cũ. May mắn sao mà nhờ có cái like cam nó dẫn đường nha các bạn. Chứ không thì ở đó nguyên ngày. Đi ra không được luôn. Giờ đi đâu giờ? Cáp treo dưới nước. Cáp treo dưới nước nha, chứ không phải là cáp treo trên bờ nha các bạn. Làm ơn mày tháo gáo cái kìa.
Nhìn mày tao chán đời thì cũng đi chơi với lịch sự vậy thôi chứ mày. Mấy anh em mình phải đợi xe một chút các bạn, tại vì xe đủ người rồi, đủ chỗ ngồi rồi. Ở đây có hai xe chở khách ra vào luôn. Ê, tao kể cho mày nghe này nè, vụ gì nữa đây? Bữa bên tao á, có cái ông kia chạy xe kìa. Ông chạy xe mà ông về kể cho mấy anh tao nghe muốn cười xỉu luôn. Vụ gì ạ? Ông bạn ông chị ổng mua một chiếc xe máy, xe này mạnh lắm, lên dốc là bao ngon luôn. Xe gì ghê mày? Thì mày thấy xe máy mà xe nào leo dốc cũng nổi phải không? Ừ đúng rồi. Cái bữa hôm đó ổng leo dốc, ổng vô số 1, số 2, số 3, số 4, xong cái xe bị tuột dốc mày. Kêu quá trời ông về ông chửi ông bạn ổng kêu trả tiền lại. Rồi sao? Thì ông bạn ổng hỏi chạy lên dốc vô số mấy, cái ông trả lời là ông vô số 4. Cái ông bạn ổng bắt đầu tôi chịu ông luôn, ông nghĩ sao vậy lên dốc mà lên số 4. Cái ổng mới trả lời với ông bạn ổng vậy nè mày, số lớn thì chạy càng mạnh chứ sao. Thôi lên xe thôi. Lên xe. Wow, các bạn có thể thấy xe của mình khá là đa năng. Vậy xe của anh Vũ. À nhầm. À, xe đi rất là đã nha, phê. Ý, lái đặng. Quá dữ, quá dữ. Quá dữ. Mát quá. Mới lần đầu thấy mát như vậy nãy giờ. Ngồi ngược kiểu này cảm giác nó phê đúng không? Trong mặt không mặt. Quay lần trước. Ngồi quay mặt ngược lại khó chịu lắm nha các bạn, tại vì mình không biết là mình đang đi hướng nào. Bây giờ mấy anh em mình sẽ đi vào cắp kéo nha các bạn. Đi đi thẳng này. Dạ. Đi xuống sông nước là mặc áo phao vô cho nó an toàn nha các bạn. Ok. Ê em đi vô nhanh mày. Cảnh báo nước sâu. Rồi con đứng xa, em đứng sát cho đây nha. Ê tụi bay thấy cục này là đã không? Hai cục này cứ đi theo nè. Trời chủ yếu nó lôi rác đi thì không cản đường của mấy cái chiếc này đi nè. Chứ nó vướng cỏ là mấy thuyền cát không đi được nha các bạn. Đây là cái kết nối với lại cái cáp, cái xuồng phía trước đó. Thì cái xuồng nó tới thì hai vị trí này sẽ chạy song song nha các bạn để bước qua. Rồi đứng vững giùm em nha, từ từ bước qua nha tay. Từ từ bước qua nha. Bắt đầu chạy nha. 1, 2, 3. Rồi bước qua. Bước qua. Ngồi cho cân thiền giùm nha. Bước qua, bước qua. Rồi hay quá. Đó các bạn thấy không? Vị trí này chạy song song với lại chiếc phà của mấy anh em mình. Một hồi khi vào phà rời khỏi vị trí bến đỗ này thì cái này sẽ chạy ngược về đó. Kỹ sư thiết kế ra cái này cũng phải khá là thông minh đó. Đó. Từ chạy về nè. Ủa sao nó không chạy ta? Ủa sao tức lượt bệnh nó không chạy nhỉ? Bay cởi ngựa đi bay. Thôi. Mà sao có vẻ như cái này nó lúng lúng với trước ta? Hai người đặng ngồi đặng nha, sao đặng? Khá là mát nha các bạn. Ngồi trên đây cảm giác rất là thư giãn luôn. Ốc kìa. Sướng. Trời ơi, mới nói xong ngáp. Wow, cảm giác thật là bình yên. Đi vô đây là dành cho những người thích cái cảm giác gọi là bình yên nha. Công nhận đi trên cáp trên nước này đã lắm nha các bạn. Yên bình, cho nổi bồng bền đã lắm. Vũ ơi, ở đây nhiều loại chim quá ha. Quá trời chim luôn. Chim trắng, chim đen có hết nha các bạn. Mày coi vậy, chim đen là như con quạ nè, con chim trắng là như con cò nè. Đầu óc mày đen tối. Tao đố nhãn chứ nước này nước ngọt hay nước mặn đó. Tất nhiên là nước mặn rồi mày. Cái gì, nước này nước mặn luôn. Ừ, nước mặn chứ gì. Mày chết hỏi mày kia chạm sống trong nước gì. Thì nước ngọt. Vậy nước này nước gì. Thì nước mặn. Mày không thấy có gì đó sai sai nhỉ? Sai gì ba? Mày nói nước này nước mặn. Đúng rồi, nước mặn. Mà cái chàm sống bằng nước gì? Thì nước ngọt. Trời, chắc tôi điên với mày quá nhỉ. Mày thấy cây gì trên bờ không?
Thì cái chàm. Rồi mày chậm chậm mày suy nghĩ thôi nha. Cái chàm sống bằng nước gì? Thì nước ngọt. Thì dưới này nước gì? Nước mặn. Mày dạo này quá dữ rồi Nhã ơi. Tao đã tệ rồi mày ghê hơn tao nữa. Bộ nắng quá bị thần kinh hả? 2 hours later. Lên thôi mấy đứa ơi, tới nơi rồi. Tới nơi, cuối cùng cũng lên tới nơi. Rồi, từ từ xíu nha. Từ mấy đứa ơi. Rồi, biết con đường. Wow. Đây còn được đi theo khúc nữa các bạn. Thuyền đi, mình ở lại. Vô thôi mấy đứa. Sao hôm nay thấy chuyến đi chơi hôm nay vui không? Dạ vui. Rất là vui nha các bạn. Được đi trải nghiệm và review cho các bạn cùng xem cái khu du lịch sinh thái này như thế nào. Bây giờ cũng trễ rồi. Ngồi cái cáp đó không gần hơn 1 tiếng đồng hồ. Gần 2 tiếng nữa các bạn. Ừ. Mình và các em cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Đừng quên để lại một like, đăng ký nếu các bạn thấy video hay nha. Nhớ và subscribe em hỏi đồng quay Kim Cương nha. Đừng quên quạt Free Fire Liên Quân giá rẻ, uy tín, chất lượng nhé các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye, bye. Bây giờ đi đâu? Đi về. Ủa không ăn hả? Ừ đi ăn, đi ăn. Đi ăn rồi mấy em mình về luôn nha các bạn. Be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die.